Tượng tọa Minh Thành, từ bi hoan hỷ đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Tha, dạ, dạ con kính dân mít đến sư, dạ con tri ân sư Nguyên Thông cho con biết được tín hiệu. Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hành túc thiện thể thế gian dạy, vô thượng điều ngự thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiển tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả tinh chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điện vô thượng trong đời. Nguyện cầu vị Đức Phật Bảo, nguyện cầu vị Đức Pháp Bảo, nguyện cầu vị Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại hãy đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết là tu trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh. Xa thú lành thai, chúng con thành kính đảnh lễ tri ân thường tọa Minh Hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái Tam Bảo. Nam mô Bích Tha, dạ. Con thành kính đảnh lễ ngài Tỳ Siêu cùng chư tôn đức vừa quang lâm vào đạo tràng. Nhật Quỳnh kính lễ quý bà quý cô tu nữ. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng. Dạ, con xin thay mặt đạo tràng thành kính đảnh lễ cung thỉnh ngài Tỳ Siêu từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Con kính nhân mít đến ngài. Nam mô Bổn Thầy. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ chư Thiên Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Thượng Tọa Giác Đẳng cùng chư Tôn Đức. Thân chào tất cả quý tu nữ quý Phật tử. Kính thưa quý vị, trong cách thuyết pháp của Đức Phật, có khi thì ngài thuyết thẳng vào chi pháp, như là ngài thuyết về tứ đế hay bát chánh đạo, cũng có khi thì ngài thuyết pháp do dựa vào cái sự kiện đang xảy ra, một vị tỳ kheo nào đó hay là một nhân vật nào đó. Đây là cái đề tài thuyết pháp. Có khi Phật ngài thuyết pháp về ngày nêu lên những cái thí dụ, như là thí dụ về người bắt rắn, hay thí dụ về người chăn bò, hoặc là thí dụ về chiếc bè chẳng hạn. Ngày hôm nay thì trong cái bài kinh gồm mối gồm biết có số 8 này, Đức Thế Tôn ngài đã giải mã những cái ẩn ngữ, không phải là một cái thí dụ của ngài đưa lên, cũng không phải là một cái sự kiện
xảy ra. Mà đây là một trường hợp một vị phẩm thiên vốn là một pháp lữ đồng tu của tôn giả của Kumara Kassapa thời Đức Thế Tôn Kassapa. Vị phẩm thiên đó đã hiện xuống chỗ tôn giả Kumara Kassapa và đã nói lên về cái ẩn ngữ và mối. Và tôn giả Kumara Kassapa đã đem cái ẩn ngữ mà vị vọng thiên đó đã nói để trình bày lên Đức Phật. Đức Phật là mới giải mã những cái ẩn ngữ đó. Ở trong kinh này có nhiều cái ẩn ngữ mà vị vọng thiên nói lên, mặc dù cái lời giải mã của Đức Phật thì chúng ta dễ hiểu rồi đó, nhưng mà cái sự kiện mà vị phẩm thiên đó nói thì cái sự kiện đó nó cũng sẽ khiến cho chúng ta có nhiều cái chỗ khó hiểu. Như là đào cái gò mõ lên, gặp cái then gài cửa vân vân, thì cái chỗ đó chúng ta nghĩ rằng nó không có một cái thực tế, nó không thực tế. Nhưng mà cái chuyện đó thì chúng ta bỏ qua những cái ẩn ngữ mà được vị vọng thiên nói và Đức Thế Tôn đã giải mã thì sẽ giúp cho chúng ta hiểu được cái quá trình tu học từng bước của một vị tỳ kheo. Như vậy là đã đủ rồi. Và cái này Thủy Tổ Giác Đẳng đã chia làm hai ngày. Hôm nay là thứ bảy và cái ngày thứ ba thêm một phần nữa. Ngày hôm nay chúng ta học ba phân đoạn, học sáu phân đoạn, từ 111 cho đến 116. Bài học hôm nay sẽ do Thượng tọa Pháp Tân, vị giảng sư trong ngày thứ bảy sẽ thuyết giảng. Và bây giờ trước tiên thì xin mời cô Nhật Quỳnh Quang Hỷ đọc cho chánh phần về, rồi sau đó chúng ta sẽ cùng tỉnh giảng sư thuyết giảng. Nam mô Bụt Thầy nhà. Dạ, sa thủ lành thai, chúng con thành kính lãnh lễ tri ân ngài Tuệ Siêu đã từ bi dẫn nhập bài học ngày hôm nay. Dạ, Nhật Quỳnh kính cảm ơn. Hoan nguyệt cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu, con xin phép được đọc phần chánh văn. Hôm nay thứ bảy ngày 15 tháng 8 năm 2020. Phật lịch 2564, giáo trình Trung Bộ Kinh, Paccima Nikaya 23, Kinh Gò Mối, Quam Bika Sutta, phân đoạn 112 đến 116. Dịch giả, Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn chú thích, tỳ kheo Giác Đẳng sẽ được Thượng tọa Pháp Tân giảng giải. 23, Gò Mối, Quam Bika Sutta. Tên kinh lấy từ điểm đầu tiên của ẩn ngữ đó là gò mối.
ban ngày phun khói, ban đêm chiếu sáng. Một vị trời nói với tôn giả Kumara Kassapa ẩn ngự mang những chỉ điểm hành trình tu tập, giống như một người tinh phong thủy đi tìm cuộc đất tốt, vương địa, phải biết quan sát thế đất và nhận ra những dấu hiệu trong long mạch. Ẩn ngữ này được hàm chứa những điều mới nghe rất lạ và khó hiểu, nhưng khi được bạch hỏi Đức Thế Gian giải thì Ngài chỉ rõ ý nghĩa nằm sau ẩn dụ chính là con đường tu chứng dẫn đến quả vị bất tử. 112. Ẩn ngữ từ Phạm Thiên. Tôn giả Kusama Kumara Kassapa nguyên là con nuôi của vua Pasenadi Ba Tư Nặc. Mẹ Ngài là một tỳ kheo ni, lúc đi xuất gia không biết mình đã mang thai. Sau những thị phi ngộ nhận cuối cùng sự việc sáng tỏ, nên nhà vua nhận nuôi đứa bé sơ sinh. Sau này đứa bé xuất gia được biết với tên Kumara Kassapa. Ẩn ngữ này được nói khi vị này còn là một bậc thánh hữu học. Nhờ nghe lý giải của kinh từ Đức Phật, tôn giả Kumara Kassapa y cứ vào đó khai triển tuệ giác chứng đạt quả vị A-la-hán. Ngài được Đức Phật xác nhận là một thánh đệ tử đệ nhất biện tài. Chittaka thi ca năng. Theo sớ giải thì vị trời nổi lên ẩn ngữ là một phạm thiên chứng tam quả ở cõi Tịnh Cư Thiên, vốn là một pháp lữ đồng tu với tôn giả Kumara Kassapa. Thời Đức Thế Tôn Kassapa, do liên hệ trong quá khứ nên trong kiếp hiện tại vị này trợ duyên cho tôn giả trên đường tu tập. Kinh văn. Như vậy tôi nghe, một thời Thế Tôn ở Sao Quách Thi tại Chê Tá Quá Ná, vườn ông Anathapindika. Lúc bấy giờ tôn giả Kumara Kassapa trú tại Anathapindika. Rồi một vị thiên đêm đã gần tàn, với hào quang rực rỡ chiếu sáng toàn thể Anathapindika, đến chỗ tôn giả Kumara Kassapa ở. Sau khi đến, bèn đứng một bên. Sau khi đứng một bên, vị thiên ấy nói với tôn giả Kumara Kassapa: Tỳ kheo, gò mỗi này bản đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng. Một bà Ba Môn nói như sau: Này kẻ trí, hãy cầm gươm và đào lên. Người có trí cầm gươm đào lên, lấy một then cửa. Thưa tôn giả, một then cửa. Vị bà La Môn nói: Này kẻ trí, hãy lấy then cửa lên, cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy con nhái. Thưa tôn giả, một con nhái. Vị bà La Môn nói: Này kẻ trí, hãy đem con nhái lên, cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy con đường hai ngã. Thưa tôn giả, một con đường hai ngã. Vị bà La Môn nói: Này kẻ trí, hãy lấy con đường hai ngã lên, cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, lấy một đồ lọc sữa. Thưa tôn giả, một đồ lọc sữa. Vị bà La Môn nói: Hãy lấy đồ lọc sữa lên, cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, thấy một con rùa. Thưa tôn giả, một con rùa. Vị bà La Môn nói: Này kẻ trí, hãy lấy con rùa lên, cầm gươm đào lên. Người có trí cầm gươm đào lên, lấy một con dao phai. Thưa tôn giả, một con dao phai. Vị bà La Môn nói: Này kẻ trí, hãy lấy con dao phai lên, cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên, lấy một miếng thịt. Thưa tôn giả, một miếng thịt. Vị bà La Môn nói: Này kẻ trí, hãy lấy miếng thịt lên, cầm gươm đào thêm. Người có trí cầm gươm đào lên,
Thấy con rắn hổ, thưa tôn giả, con rắn hổ. Vị Bà La Môn nói, hãy để con rắn hổ yên, chớ đụng chạm con rắn hổ, hãy đảnh lễ con rắn hổ. Này tỳ kheo, hãy đến chỗ Thế Tôn ở và hỏi những câu hỏi ấy. Thế Tôn trả lời tôn giả như thế nào, hãy như vậy thọ trì. Này tỳ kheo, ta không thấy ai trên cõi đời với chư thiên các ác vương, với chư thiên các ma vương, với phạm thiên các chúng sa môn, bà la môn, chư thiên và loài người có thể hướng tâm để trả lời những câu hỏi ấy, trừ Như Lai, đệ tử Như Lai, hay những ai đã được nghe hai vị này. Vị thiên ấy nói như vậy. Sau khi nói xong, vị ấy biến mất ở nơi đây. 113 lời giải mã của Đấng Thế Gian Giải. Ẩn ngữ đó nói lên những điểm lạ lùng mà thọt nghe như không liên quan gì nhau. Kinh văn. Rồi tôn giả Kumārakāśyapa sau khi đêm ấy đã mãn đến tại chỗ Thế Tôn ở, sau khi đến xong đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Sau khi ngồi xuống một bên, tôn giả Kumārakāśyapa bạch Thế Tôn: Bạch Thế Tôn, đêm nay một vị thiên đêm đã gần tàn với hào quang rực rỡ chiếu sáng toàn thể Anthāgāna đến chỗ con ở, sau khi đến liền đứng một bên. Khi đứng một bên, vị thiên ấy nói với con: Tỳ kheo, gò mối này ban đêm phun khói, ban ngày chiếu sáng. Một vị Bà La Môn nói như sau: Này kẻ trí, hãy cầm gươm đào lên, và người có trí cầm gươm đào lên một then cửa, vân vân như trên. Đại tử Như Lai hay những ai đã được nghe hai vị này? Bạch Thế Tôn, vị thiên ấy nói như vậy, nói xong liền biến mất tại chỗ. Bạch Thế Tôn, gò mối là gì? Cái gì phun khói ban đêm? Cái gì chiếu sáng ban ngày? Ai là Bà La Môn? Ai là người có trí? Cái gì là cây gươm? Cái gì là đào lên? Cái gì là then cửa? Cái gì là con nhái? Cái gì là con đường hai ngã? Cái gì là đồ lọc sữa? Cái gì là con rùa? Cái gì là con dao phay? Cái gì là miếng thịt? Cái gì là con rắn hổ? 114. Gò mối là đồng nghĩa với thân, do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hoại, phấn tối, đoạn tuyệt, hoại diệt. Con người thường đi tìm kho tàng châu báu hoặc những nơi gọi là vương địa ở phương trời xa xăm nào đó. Nhưng rồi đối với người tu Phật thì chính bản thân mình chứa đựng thứ vô cùng quý giá, cần được quan sát, cần được khám phá. Nhưng nói về thân thì nên hiểu đó là một giả hợp của tứ đại, do nhân duyên tạo thành và tồn tại. Mặc dù đó là phù du, nhưng lại hàm chứa những tiềm năng to lớn dẫn đến cảnh giới bất tử. Kinh văn. Này tỳ kheo, gò mối là đồng nghĩa với thân, do bốn đại thành, do cha mẹ sanh, nhờ cơm cháo nuôi dưỡng, vô thường, biến hại, phấn tối, đoạn tiệt, hoại diệt. 115. Cái gì thuộc về công việc ban ngày, ban đêm suy tầm, suy nghĩ như vậy là ban đêm phun khói. Và cái gì sau khi suy tầm, suy tư ban đêm, ban ngày đem ra thực hành, thì thân, về thân, về lời nói, về ý như vậy là ban ngày chói sáng. Ban đêm suy nghĩ, ban ngày hành động, đó là sự sống. Sự sống có sinh động cần được quan sát. Sự hiểu rõ về thân tâm là nền tảng thắp sáng tuệ giác. Kinh văn. Này tỳ kheo, cái gì thuộc về công việc ban ngày, ban đêm suy tầm, suy nghĩ, như vậy là ban đêm phun khói. Này tỳ kheo, cái gì sau khi suy tầm, suy tư ban đêm, ban ngày đem ra thực hành, về thân, về lời nói, về ý, như vậy là ban ngày chói sáng. 116. Bà La Môn là đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác. Này tỳ kheo, người có trí là đồng nghĩa với tỳ kheo hữu học. Này tỳ kheo,
Cái gươm là đồng nghĩa với trí tuệ của bậc thánh. Này tỳ kheo, đào lên là đồng nghĩa với tinh tấn, tinh cần. Trong văn hóa Ấn, vị Phạm Chí hay Bà La Môn tiêu biểu cho hình ảnh của bậc hiền trí, có khả năng hướng dẫn tinh thần cho người khác. Trong ẩn ngữ này, chỉ có Đức Phật. Thanh gươm biểu trưng cho sự sắc bén, có khả năng chặt đứt các kiết sử, chính là trí tuệ. Sự đào lên đồng nghĩa với sự tinh tấn nỗ lực, tức sức mạnh, đi tới tiếp tục và tiếp tục cho tới khi công thành quả mãn. Kinh văn: Này các tỳ kheo, Bà La Môn đồng nghĩa với Như Lai, bậc A-la-hán chánh đẳng giác. Này tỳ kheo, người có trí là đồng nghĩa với tỳ kheo hữu học. Này tỳ kheo, cái gươm là đồng nghĩa với trí tuệ của bậc thánh. Này tỳ kheo, đào lên là đồng nghĩa với tinh tấn, tinh thần. Dạ, chánh văn đến đây đã hết. Còn tiếp, chúng con thành kính đảnh lễ cung thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân Từ Bi thuyết giảng bài học ngày hôm nay. Dạ, sư có nghe được âm thanh của con thành kính dâng mít đến sư ạ. À. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sakha Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Con kính đảnh lễ Thượng Tọa Tuệ Siêu, Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đức Pháp Tính, Đức Tệ Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ. Và kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, hôm nay thì chúng ta học qua cái bài kinh Gò Mối. Thì phân đoạn mà hôm nay chúng ta học là từ 23, 1, 12 cho đến 16. Kính bạch Chư Tăng, kính thưa quý vị, trong cái bài kinh hôm nay thì Đức Phật Ngài dùng ẩn ngữ để nói về cái gò mối. Gò mối. Và trong những cái ý nghĩa mà trong nội dung bài kinh hôm nay đó, thì Đức Phật Ngài chỉ cho giống như là những cái phiền não và những cái pháp nỗ lực, con đường tu tập để đưa đến đoạn trừ phiền não. Cũng như là chúng ta nghe trong kinh có một đoạn Đức Phật Ngài dạy là Như Lai xuất hiện ở đời, ra đời chỉ dạy hai điều. Một là nêu lên sự khổ, cũng như là con đường đưa đến chấm dứt khổ. Thì ở đây đó là chỉ cho những cái gì mà đang hiện hữu. Đang hiện hữu tức là chỉ cho cái thân của chúng ta. Đặc biệt là khi mà nói thân á, thì chúng ta có hai phần, phần thể chất và tinh thần, hay gọi là danh pháp và sắc pháp. Thì qua cái điều lời dạy của Đức Phật trong giáo pháp của Đức Phật á, là để cho chúng ta tu tập để thấy rõ được cái sự hiện khởi của cái thân này và những cái pháp trói buộc, những cái phiền não trói buộc làm cho chúng sanh luân hồi sanh tử khổ đau. Thì trong nội dung của bài kinh hôm nay đó thì chúng ta thấy rằng là có một cái vị trời, vị Phạm Thiên xuất hiện đến, đến với một cái vị tôn giả được sẽ là Kumara Kassapa. Thì như chúng ta được biết đó là ngài Kumara Kassapa là con của một vị tỳ kheo ni. Trước đây vị tỳ kheo ni này khi mà mang thai đó thì không biết mình mang thai, cho nên xuất gia vào trong ni đoàn. Rồi sau đó thì mới
mới bắt đầu là mang thai ở trong là với cái hình tướng một cái vị tỳ kheo ni. Cho nên rằng Đức vua Ba Tư Nặc sau khi sanh cái vị này ra đó, thì Đức vua Ba Tư Nặc nhận cái người con của vị tỳ kheo ni này làm con nuôi, tên là Kumara Kassapa. Thì Kumara ở đây đó, Kumara ở đây đó có nghĩa là giống như là một cái đứa bé trai thôi, trong cái từ Bali là cái đứa bé trai thôi. Còn Kassapa là cái tên riêng của một cái người mà chúng ta thấy rằng ở trong thời Đức Phật á, thì có rất nhiều vị tên là Kassapa. Ví dụ như chúng ta nghe được biết đó là có ba anh em Kassapa, tức là Uruvela Kassapa và là Nadi Kassapa và Gaya Kassapa. Thì ở đây đó thì chúng ta gặp cái trường hợp này thì có cái tên gọi là Kumara Kassapa, như chúng tôi đã giải thích khi nãy, tức là một vị do rằng là con của một vị tỳ kheo ni, trước đây là cái vị này chưa xuất gia thì có gia đình rồi có thai nhưng mà không biết, cho nên khi xuất gia vô làm tỳ kheo ni rồi đó thì tăng đoàn mới biết được là cái vị này mang thai. Cho nên là Đức vua Ba Tư Nặc mới nhận, sau khi sanh cái vị này ra rồi á, mới đặt tên cho cái vị này tên là Kumara Kassapa, nhận làm con nuôi. Thì lý do là như vậy. Thì ở trong nội dung bài kinh này đó thì Đức Phật ngài nói rằng, ấy xin lỗi, có một cái vị trời đến để nói về cái ẩn dụ khi mà đối với lại, nói với lại tôn giả Kumara Kassapa ở đây. Thì được biết đó, trong cái thời điểm mà vị trời này, vị Phạm Thiên này đó, là có cái tình pháp lữ, tức là những cái người bạn mà vào thời quá khứ xa xưa với lại tôn giả Kumara Kassapa. Cho nên cái vị Phạm Thiên này là được biết đó là ở cõi trời Tịnh Cư Thiên. Phải nói là cái vị mà Tịnh Cư Thiên thì những vị đó là những bậc thánh, đặc biệt là bậc thánh Tam Quả có mặt ở đó. Thì vị trời này xuống để nói đến những cái ẩn ngữ mà chúng ta học hôm nay đó, là nói đến gò mối, rồi nói đến then cài, rồi nói đến những cái con nhái, rồi nói đến vân vân, tức là nói đến những cái hiện vật, qua cái hiện vật đó, hình ảnh đó mà được Đức Phật ngài giải thích. Thì khi mà nói như vậy thì tôn giả Kumara Kassapa được biết đó là vào cái thời điểm này đó, thì tôn giả Kumara Kassapa cũng là một vị thánh hữu học, cho nên đem cái lời đó để trình Đức Phật về việc mà mình được vị trời, vị Phạm Thiên trình bày như vậy. Thì xin Đức Thế Tôn ngài chỉ dạy. Chúng ta thấy rằng Đức Phật á, là một cái vị chánh đẳng chánh giác, và ngài là một cái bậc mà gọi là thế gian giải. Thế gian giải tức là những cái gì liên quan đến những cái sự vận hành của thế giới này đối với các pháp, các pháp hình thành nên cái thế giới này, và những cái pháp mà để đưa đến tiến hóa, thanh tịnh, hay là những cái pháp đưa đến thoái hóa, bất tịnh, thì Đức Phật ngài đều biết những điều đó. Cho nên là khi mà ngài giải thích những điều đó cho chúng ta thấy rằng mà Đức Phật là một vị chánh đẳng chánh giác, và ngài trong cái một trong 10 hồng danh của vị chánh đẳng chánh giác đó, thì chúng ta thấy rằng có một cái hồng danh gọi là thế gian giải. Thế gian giải tức là những cái gì mà liên quan đến với các pháp vận hành cả cái thế gian này thì Đức Phật đều có thể là giải thích được hết. Như vậy thì ở đây đó chúng ta thấy rằng một vị Phạm Thiên thì vị Phạm Thiên ở cõi trời, thì theo trong cái văn hóa Ấn Độ thì chúng ta cũng biết đó là
một cái vị trời cao cả, xem như là đối với cái người Bà La Môn giáo ngày xưa, người ta xem như là một cái vị trời Phạm Thiên cao cả, một cái vị mà sáng tạo ra loài người. Hay là nói rằng là đối với một cái vị Phạm Thiên á, là một cái bậc hiền trí trong cuộc đời này. Và Đức Phật ngài nói rằng là khi một cái người hiền trí xuất hiện cuộc đời này đó, thì cái vị Phạm Thiên này đó, chúng ta được xem như là một là Đức Phật. Bởi vì chỉ có Đức Phật á, thì ngài sẽ là một cái vị đủ khả năng để giải thích hết những cái việc đó. Nếu mà một người bình thường, nếu như chúng ta không nghe được cái lời giải thích của Đức Phật đó, có lẽ là chúng ta cũng không có thể hiểu được hết được ở trong cái ý nghĩa ẩn dụ này. Như là then cài, rồi con nhái, rồi ngã ba, rồi biến thịt, vân vân, thì chúng ta không có thể hiểu. Vì vậy cho nên là Đức Phật ngài giải thích những điều đó. Thì ở đây đó là chúng ta thấy rằng Đức Phật ngài giải thích rằng là đối với cái gò mối, thì ở đây chúng ta thấy cái gò mối á, là nếu mà ai thấy gò mối thì chúng ta cũng biết rồi, nó hai đôn ở dưới đất lên á, nó nổi gò lên. Thì ở đây á, gò mối á, có thể chỉ cho cái thân tứ đại của mình, thân tứ đại của mình. Thì nói đến thân tứ đại đó, thì nếu chúng ta nói bằng cái thể chất, tức là cái thể chất của chúng ta, thì nó có đất, nước, lửa và gió. Tuy nhiên thì bốn cái chất, bốn cái đại này đó là bốn cái đại này đó là xem như là chủ ở trong cơ thể của chúng ta. Tuy là cái gì mà nó có tính chất cứng hoặc là mềm, thì bây giờ chúng ta nhìn lại nè, là xương thịt của chúng ta, hay hoặc là tóc tai của chúng ta, cái gì nó mục ra thì nó sẽ thành đất mà thôi, và nó có cái thể trạng như là một trong những cái cứng hoặc là mềm. Thì thịt chúng ta thì mềm, nhưng mà xương thì nó cứng. Tóc hay là móc mà tuy nó lâu mục nhưng mà nó cũng sẽ mục. Thì cái đó, đó gọi là đất. Rồi cái gì nó có tính chất nóng hoặc là lạnh, thì ở đây có thể nói trong cơ thể của chúng ta đó là cái hơi nóng của trong cơ thể. Nói trong kinh đó, thì là hơi nóng trong cơ thể của chúng ta, hơi ấm trong cơ thể của chúng ta, hoặc là hơi ấm nóng ở trong cơ thể để làm tiêu hóa, hay hoặc là ấm ở trong các cái thể trạng trong cơ thể của mình, thì cái đó được gọi là lửa. Rồi nước, tức là những cái chất quến tụ mà bây giờ mình nhìn ở bên ngoài đó, thì máu của chúng ta, nước bọt của chúng ta, hoặc là nước ở trong cơ thể, nước tiểu của chúng ta, vân vân, thì những cái điều đó đều được gọi là nước. Những cái đó được gọi là nước. Rồi gió, tức là hơi thở của chúng ta, hơi thở của chúng ta lên xuống, ra vào, hơi ở lên, hơi đi xuống, vân vân, thì tất cả những cái đó được gọi là gió. Khi nói đất, nước, lửa, gió, thì trong cơ thể chúng ta cũng không phải là chỉ có một cái đất, nước, lửa, gió thôi không. Mà nếu nói trong A Tỳ Đàm thì chúng ta thấy rằng có nhiều cái sắc pháp khác để hình thành, kết tạo thành. Bởi vì trong đó có sắc giao giới, trong đó có sắc tính, nam tính hoặc là nữ tính, nếu là người nam hoặc là người nữ, rồi có những sắc mạng quyền, vân vân và vân vân. Như vậy thì những cái sắc kia là những sắc phụ thuộc, trong kinh Tạng thường nói là đất, nước, lửa và gió. Như vậy thì khi mà chúng ta tục sinh á, thì rõ ràng sắc nghiệp tạo nên cơ thể của chúng ta, do thức, rồi do sắc nghiệp tạo nên cơ thể chúng ta, từ ở cái chủng tử
cái mầm mống ban đầu nhất đó. Ê, ví dụ như chúng ta thấy rằng dù là nhỏ nhất đi nữa, và là nhỏ nhất đi nữa, trong kinh Vô Thường Khổ Vô Ngã thì có ví dụ rằng giọt dầu ở trong 1/16 ở trong giọt dầu của cái lông con cừu, dính ở trong cái lông con cừu, thì nó nhỏ như thế, nó tinh tế như thế, nhưng nó cũng là một cái vật chất, hay gọi là một cái sắc pháp. Và cái sắc pháp đó, đó được nuôi dưỡng bởi các cái dưỡng tố mà trong kinh Phật dạy, đó là bốn cái vật, loại vật thực: đoàn thực, xúc thực, thức thực và tư niệm thực. Thì trong trường hợp này thì sắc pháp của chúng ta được hình thành được bởi nhờ các cái vật thực, đặc biệt ở đây đó là đoàn thực là gì? Đoàn thực là những chất dưỡng tố bao gồm cả chất lỏng lẫn chất đặc. Ngay cả chúng ta khi mà lúc nhập thai, khi chúng ta có mặt ở trong bào thai còn nhỏ đó, thì cũng được nuôi dưỡng các cái dinh dưỡng, các cái dưỡng tố mà người mẹ ăn vào thì nuôi nấng cái bào thai đó, rồi lớn lên, rồi trong cái bào thai nó lớn dần dần lên, được sinh ra, thì chúng ta cũng được nuôi nấng bằng những cái vật thực đó. Ngay cả những người bệnh mà không ăn gì được đi nữa, thì chúng ta thấy nhiều khi rồi cũng truyền nước dịch vô, những cái chất dịch đó là cũng là dưỡng tố, thì gọi chung đó là các cái gọi là đoàn thực để nuôi cơ thể này. Cho nên là khi mà nói đến thân này đó, thì rõ ràng là được nó hình thành bởi các cái duyên, các điều kiện trợ tạo, và nó có cái tấm thân này, và tấm thân này nó hình thành bởi những cái vật chất như vậy. Cho nên là nó được xem như là bất tịnh. Và khi mà nói đến tu tập ở trong Phật giáo đó, thì ở đây có cái ví dụ giống như là một người mà làm phong thủy vậy đó. Người ta chọn cho mình một cái mảnh đất nó phải địa thế ra sao, phải long mạch như thế này hoặc là thế kia, thế dựa núi, thế ngó xuống sông, xuống biển, vân vân. Họ lựa theo cái thế đó. Nhưng mà đối với một cái người tu á, thì không phải là cái việc mà chúng ta đi hướng ở bên ngoài, đi tìm bên ngoài, mà tìm về chính nội thân của chính mình, chính nội tâm của chính mình. Tìm về chính nội tâm của chính mình. Và ở đây đó thì Đức Phật Ngài ví dụ là một cái vị trời Phạm Thiên Như là Ngài, là một cái vị chỉ giáo như vậy, chỉ dạy như vậy, thấy rõ, biết rõ như vậy. Và đối với một cái người trí, tức là ở đây đó là nói đến một cái vị hành giả tu tập, khi mà mình có nhìn vào chính mình á, thì mình mới thấy ở trong nội thân của mình. Bởi vì khi mà mình nói đầy đủ cái mà gọi là thân năm quẩn, thì sắc quẩn là phần sắc vật chất riêng rồi, còn thọ quẩn, tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn, đó là bốn cái thành phần danh quẩn, hay nói là tâm, hay là tinh thần. Thì tâm hay là tinh thần ở đây là chỉ cho cái mà chúng ta nhận thức, biết rõ được ở trong cái đời sống này, đời sống này. Thì cái việc mà tu tập đó là nhìn về chính cái thân này, chính cái tâm này. Và khi mà chúng ta nói ở đây đó là thân, thân thì nó phải là do nó hình thành bởi những cái các cái chất, cái dưỡng tố bất tịnh như vậy, cho nên nó phải là bất tịnh. Phải bất tịnh. Cho nên trong kinh mô tả nó là 32 thể trược. 32 thể trược là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, xương, gân, máu, mủ, hoành, cát, mô, ruột non, ruột già, tim, gan, tỳ, phế, thận, vân vân. Thì những cái chất đó, những cái đó đó gồm chung lại 32 thể. Và 32 thể này nó đều là bất tịnh. Bất tịnh. Thì ở đây đó nói cái gò mối, tức là nhìn vào cái ở trong cái gò mối, tức là nhìn vào trong cái thân của chính mình, thân của chính mình. Rồi bây giờ trong cuộc sống nè, chúng ta thấy rằng nó có biết bao nhiêu việc mà mình nhìn lại đó, nếu mà mình không có tu tập, hoặc là mình không có trao dồi, không có quán chiếu, không có nhìn bằng dễ và cái trí của một cái người tu tập đó, thì rõ ràng là chúng ta trong cái dòng lẫn quẩn,
lẫn quẩn là bây giờ vậy nè, là sao, là có khi đó chúng ta cứ toan tính cho những cái gì mà ở đây hình ảnh mà nói rằng cái gò mối hình ảnh mà gọi là cái gò mối, mà cái gò mối này chúng ta toan tính cho cái gì? Toan tính cho cái sự sinh tồn, cái sự có mặt, cái sự tồn tại ở trong cuộc đời này. Thí dụ như là mình thấy là ở bên ngoài ấy, người ta có thể là toan tính nhiều thứ, toan tính nhiều thứ. Có thể trong toan tính đó, đó, nó toan tính ở trong những cái tích cực hay là những cái tiêu cực. Có những cái toan tính tốt và có những cái toan tính xấu, nhưng mà đều là toan tính, đều là toan tính trong đó. Như vậy thì ví dụ cái gò mối ở đây đó là gò mối là ban đêm đó, là phun khói, nhưng mà ban ngày là chiếu sáng. Mấy cái ẩn dụ này đó thì Đức Phật ngài giải thích, chứ còn nếu mà chúng ta bình thường chắc có lẽ là chúng ta cũng không thể nào hiểu được những cái ý nghĩa này. Nhưng mà cái hình ảnh đó, đó chúng ta không có nói là cái thực, nhưng mà qua cái ẩn dụ này chúng ta thấy rằng ban đêm á, thì nhiều khi chúng ta toan tính cái này hoặc là chúng ta toan tính cái kia, cái đó đó nó khiến cho chúng ta khởi lên một cái tư duy, mà tư duy đó có thể là tư duy bất thiện, tư duy bất thiện. Mà trong kinh nói rằng là dục tư duy, hận tư duy và hại tư duy. Chúng ta suy nghĩ cái gì? Chúng ta suy nghĩ đến tham. Dục tư duy đó là suy nghĩ đến cái tham. Bây giờ là tham danh, tham lợi, tham cái này, tham cái kia, tham sắc, tinh hương, vị, xúc, tham cái sự có mặt hay là tham cái sự tồn tại. Nói chung là toan tính những cái điều đó. Thí dụ như ban ngày thì ban đêm thì chúng ta suy nghĩ. Có nhiều người chúng ta thấy rằng nhiều khi rồi đi vô giường á, có những người á, làm gì làm khi người ta nghỉ thôi, nhưng mà khi mà họ vô họ ngủ rồi thôi, họ không bao giờ mà họ có nhiều cái suy nghĩ. Mà những người như vậy thì rất là dễ ngủ, còn có những người thì lại có những cái suy nghĩ trằn trọc. Thí dụ như mình thấy rằng bình thường thì thôi, nhưng mà có chuyện gì xảy ra thì khiến cho họ có một cái suy tư, có những nỗi buồn, có những niềm đau mà họ chính bản thân của họ đó, họ nghĩ đến những điều đó rồi họ sầu khổ. Người ta gọi là bạch tâm sầu bạch phát, có nghĩa là một người có thể vì suy nghĩ một đêm á, mà người ta có thể là tóc người ta bạc do tâm của người ta buồn. Thì ở đây đó là khi mà mình toan tính nghĩ suy đến những cái cách để có mặt tồn tại, trong cái đó nó có thể là vì tham, muốn có cái này, muốn có cái kia, muốn được cái này, muốn được cái nọ, danh vọng, rồi lợi lộc, địa vị, rồi hưởng thụ những cái đó. Và do vậy đó cho nên là họ suy nghĩ về những điều đó. Rồi ban ngày á, thì họ đem ra để họ thực hành, họ thực hiện. Họ thực hiện những cái điều mà họ toan tính. Có thể là có những người đó thì với cái lòng tham thích của mình mà họ làm bằng một cách bằng với công sức của chính mình. Nhưng mà có người thì nghĩ rằng do tham cho nên là mình chiếm đoạt hay là mình trộm cắp hay là mình làm những cái chuyện gì đó mà chúng ta thấy rằng sợ muốn chiếm hữu, sở hữu, chiếm hữu về chính mình mà bất chấp cái nghiệp, bất chấp cái ác nghiệp là thân ác nghiệp bất thiện, thân bất thiện, khẩu bất thiện, vẩy bất thiện, họ bất chấp cho nên họ tạo ra cái nghiệp bất thiện do cái tham đó. Rồi là khi mà họ nghĩ đến cái sân, họ nghĩ đến trong lòng của họ buồn bực vì cái việc đó nó không như ý của mình, không như ý của mình được. Ngay cả chuyện mà mình thấy là cái chuyện đó mình sắp đặt là nghĩ là như vậy là tích cực là tốt đó, sắp đặt ở trong gia đình như vậy, nhưng mà cái chuyện mà nó không có như ý của mình được thì mình buồn phiền, tại sao là
con cháu trong gia đình như vậy không theo ý của mình, hoặc là đệ tử nó không theo ý của mình, hay hoặc là tại sao mình muốn như vậy mà họ không được như vậy, không được như mình mong muốn, thì khi đó đó là những cái tâm của mình sẽ bực bội, sẽ sân hận, sẽ khó chịu, sẽ khó chịu. Thì khi mà ban ngày á, ban đêm á, suy nghĩ những điều đó, có nhiều khi nhớ lại cái lời nói của một ai đó mà làm cho mình không hài lòng, mình nhớ lại lời nói nó ngủ không được. Rồi có khi nhớ lại những cái hành động của người nào đó mà mình thấy là không hài lòng, làm cho mình ngủ không được, vân vân. Và như vậy đó là một trong những cái sự toan tính của ban ngày. Rồi ban ngày á, ban đêm, rồi ban ngày á, mình đem ra mình thực hiện những điều đó. Thì bây giờ là tìm cách này cách kia để trả đũa lại bới giới cái do rằng cái tâm của mình nó sân hận như vậy. Rồi bây giờ nghĩ đến cái sự não hại, ban đêm thì nghĩ đến sự não hại, người ta có mưu trước này, có kế này hoặc là kế kia để mà toan tính cho cái việc này việc nọ để làm ổn hãm hại, tổn thương chúng sinh khác. Rồi ban ngày đem ra là thực hiện tìm cách bài mưu mô, hay là tìm cách này tích nọ, hoặc là chính bản thân của họ thực hiện bằng hành động hoặc là lời nói làm tổn thương tổn hại đến những người khác. Cái đó đó là do cái tâm mình suy tư đến hại tâm. Thì ba cái suy tư đó đó là suy tư của bất thiện, suy tư của bất thiện, hay là tư duy bất thiện, gọi là tà tư duy hay là tư duy bất thiện. Do cái tà tư duy đó hay là tư duy bất thiện đó, cho nên là khiến cho mình có những cái hành động, lời nói bất thiện. Ví dụ như thân sát sanh, trộm cắp tà hạnh, hoặc là khẩu nói dối, nói lời độc ác, nói lời vô ích, nói lời thêm bớt, vân vân. Thì những cái lời nói như vậy đó là những lời nói bất thiện, bất thiện. Như vậy thì do rằng cái dịp mà mình toan tính, do rằng cái dịp mà mình toan tính đó, trong cái suy tư của mình, cho nên là ban ngày ban đêm mình tính như vậy, mình tính toán, mình suy nghĩ những điều này điều nọ, cuối cùng đó là ban ngày mình đem ra mình thực hiện. Mà quý vị biết rằng là do cái rằng là một người mà tư duy bất thiện thì dễ có cái hành động bất thiện, lời nói bất thiện. Tại vì tâm của mình á, là nghĩ đến những điều xấu, điều bất thiện, cho nên là ban ngày mình đem ra mình thực hành những cái điều đó. Cho nên là nói cái hình ảnh của một cái gò mối mà ban đêm thì phun khói, ban ngày thì chiếu sáng, ý nghĩa là như vậy, ý nghĩa là như vậy. Thì cho nên giới phương diện của trên phương diện của một cái người tu đó thì chúng ta thấy rằng chính cái thân này là thân bất tịnh, và đó là sự giả hợp của vô thường, khổ, vô ngã. Bởi vì có thân này đó thì nó là sự kết hợp của nhiều yếu tố bởi vật chất, cho nên là thấy nào nó cũng phải bị tan rã, phải mục, phải già. Nếu chúng ta có sanh thì phải có già, rồi chúng ta có bệnh, rồi chúng ta sẽ chấm dứt cái mạng sống này, phải có cái điều đó. Và khi mà tâm của mình á, suy nghĩ về những cái điều như là một người mà đào xuống cái gò mối, rồi mình một người đào xuống cái gò mối rồi thấy những cái vật ở trong cái gò mối đó tự động lấy lên, thì đối với một cái người tu nhìn lại chính cái thân của mình như là một gò mối được hình thành bởi tứ đại hay là các sắc khác để tạo nên cái tấm thân này, thì nó đều là bất tịnh, đều là khổ, đều là vô thường. Vì sao gọi là khổ? Thì khi có thân này đó, mình biết là hồi lúc nhỏ đó mình cũng có những cái cảm giác đau khổ, ngay cả ở trong bào thai
rồi cho đến khi mà mới sinh ra những trẻ sơ sinh như vậy cũng là khổ rồi. Lớn lên mình có một cái suy nghĩ hiểu biết được, nhận thức được rộng hơn tí nữa đó thì mình lại càng thấy khổ hơn. Khổ là vì sao? Hả? Có thân này thì chúng ta phải, mình thấy nè, mình không ăn thì mình đói, mình cũng cảm thấy nó là khó chịu rồi. Mà mình ăn no quá đó thì mình cảm thấy nó cũng là tức bụng, khó chịu. Mình ít không ngủ thì con người của mình trở thành choáng và trở thành không có tập trung và trở thành mất sức khỏe, vân vân. Nhưng mà mình ngủ nhiều quá thì mình cũng sinh bệnh và cũng trở thành không có sáng suốt, minh mẫn được. Thì nói chung nó là cũng là một cái tương đối. Và như vậy đó thì với một cái tấm thân này nó được hình thành như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng là như Phật trong kinh Phật dạy rằng sanh là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, cầu muốn không được là khổ, thương yêu xa lìa là khổ, rồi do chấp thủ năm uẩn cho nên là khổ. Khổ là như vậy. Như vậy thì khi mà chúng ta có cái tâm thân này thì chúng ta hiểu đó là vô thường, đó là khổ, đó là bất tịnh. Và đối với tâm lý đó, thì cái, khi mà có cái nói về tâm lý đó, thì cái tâm của chúng ta đó, chúng ta ban đêm chúng ta ngủ, chúng ta suy nghĩ những điều này, suy nghĩ đến dục tư duy, chúng ta suy nghĩ đến hận tư duy, chúng ta suy nghĩ đến hại tư duy, tức là suy nghĩ đến tham, tư duy đến tham, suy nghĩ đến tham, rồi chúng ta toan tính suy nghĩ đến sân hận, hoặc là chúng ta toan tính suy nghĩ đến cái hãm hại những chúng sanh khác. Cái đó đó là ban ngày chiếu sáng, nhưng mà ban đêm thì phun khói. Cái nghĩa của cái gò mối là như vậy. Rồi bây giờ đó là chúng ta thấy rằng nhiều khi ở trong cái đời sống của mình nói vậy, nhưng mà mình ở ngoài đời, ở nhà, ở ngoài cuộc sống thế sự đó, thì chúng ta toan tính đã đành rồi. Rồi nếu mà bây giờ là mình mà không có cởi bỏ ở trong cái sự này sự kia đó, không có cởi bỏ trong cái tư duy của mình, thì thế là mình bị cuốn hút hoặc là bị lôi cuốn ở trong cái dục tư duy và cái hận hại tư duy và cái hận tư duy đó. Và như vậy thì khiến cho cái tâm của một cái người đó đi đến cái hành động hay cái lời nói, hành động lời nói đó nó bất thiện, đưa đến cái quả khổ đau. Và ít ra đó là nó duy trì, nó làm cho cái cuộc sống luân hồi này kéo dài và khổ. Và đối với Đức Phật thì là một cái vị mà chúng ta thấy rằng cái từ Bà La Môn ở đây thì đồng nghĩa với lại một với lời Đức Phật của chúng ta. Bởi vì Đức Như Lai là một vị A-la-hán chánh đẳng giác, cho nên là nếu mà Đức Phật không giải thích thì chúng ta cũng không có thể hiểu được hết được những cái ý nghĩa ẩn ngữ ở đây mà Đức Phật dạy. Nhờ như vậy đó thì Đức Phật giải thích và Đức Phật hướng dẫn cho cái con đường tu tập, con đường tu tập của những vị thánh đệ tử của Đức Phật. Ở đây đó là nói đến những cái vị hành giả hay là cái người mà nhìn thấy với cái tâm thân của chính mình. Mà để nhìn thấy đó đó là chỉ có những cái người mà có trí, những cái người có trí. Mà những người có trí ở đây đó là chỉ cho những cái người tu, chúng ta tạm gọi là những cái người, những vị đệ tử của Đức Phật hành trì theo giáo pháp của Đức Phật. Mà nói cho rõ hơn á, tức là những cái bậc thánh hữu học, bậc thánh hữu học. Bởi vì khi mà nói đến những cái điều mà Đức Phật ngài dạy một vị hành giả hay là một vị tỳ, một cái người mà nỗ lực tu tập đó, ở đây đó là chỉ cho những cái người tu của chúng ta. Nếu mình nhìn lại giữa cái hình ảnh mà Đức Phật ngài ví dụ cái gò mối, gò mối thì chỉ cho cái thân tứ đại. Ban đêm thì phun khói, thì cái việc mà ban đêm phun khói là vì mình toan tính nghĩ đến cái dục tư duy, cái hận tư duy và cái hại tư duy đó. Và chính cái dục tư duy, cái hận tư duy, cái hại tư duy đó khiến cho mình ban ngày
mình sẽ đem ra thực hành những điều đó, mình làm những điều đó. Làm cái đó có thể là do hành động mình tạo cái nghiệp bất thiện, do sát sanh hay là do sân hận, đánh đập tra khảo những chúng sanh khác, hay là do cái tâm bất thiện của chính mình để làm cho những cái điều đó bằng những cái hành động bất thiện, lời nói hay hành động bất thiện. Như vậy thì Đức Phật chỉ cho một cái vợ lần, một cái người hiềm trí, một cái người mà biết tu ở trong cái đời sống này, chỉ cho những bậc thánh hữu học. Thì những bánh thánh, những vị thánh hữu học đó là những vị gần như là những vị đoạn trừ, đang đoạn trừ dần các cái pháp bất thiện. Còn đối với một cái người phàm phu mà có cái phinh hướng, có một cái đường hướng tu tập á, thì chúng ta nhìn lại như vậy thì chúng ta cũng đang tập tành, cũng đang trau dồi, cũng đang sửa đổi với cái nội tâm của chính mình. Và ở trong mỗi cái thân, mỗi con người của chúng ta có hai cái phần, phần vật chất tức là chỉ cho cái thân tứ đại này, và phần tâm của chúng ta tức là phần danh pháp của chúng ta. Thì những gì mà Đức Phật dạy ở đây là bằng với cái hình ảnh của một cái bậc hiền trí, như là Đức Phật ngài dạy là hãy nhìn với cái thân và tâm này bằng cái trí tuệ. Chỉ có cái trí tuệ đó thì thật sự là mới có thể là đào xới, và bằng cái sự tinh tấn của chính mình, nỗ lực của chính mình, chỉ có cái trí tuệ mới là đào xới, mới thấy được những cái vật đó ở trong cái gò mối là bằng những cái pháp bất thiện như thế nào. Thì ở đây trong cái nội dung của cái phần đầu của cái bài kinh hôm nay là bài kinh gò mối đó, thì chúng tôi xin chia sẻ bấy nhiêu lời ở trong cái phân đoạn này. Chúng tôi xin được dứt lời ở đây, dành lại cái thời gian để chư chung tôn đức chia sẻ bàn sâu rộng hơn thêm, để cho chúng ta hiểu rõ hơn trong cái phân đoạn đầu tiên. Chúng tôi xin được dứt lời. Trước khi dứt lời thì kính chúc chư tôn đức thân tâm an lạc, chúc quý cô tu nữ, quý Phật tử luôn được sự an vui tiến hóa. Bây giờ thì con xin thỉnh thượng tọa giác đẳng trở lại. Nam mô Bụt Tha nha. Sa thúc cái trường chư tọa Pháp Tân. Bạch Thị Lộc Tự Siêu, không biết chư tọa có trước máy không? Nếu chư tọa Tự Siêu nghe được, xin chư tọa khoa khí trả lời cho cô thảo luận đầu tiên. Dạ. Bạch Thị Lộc Tự Siêu, trong bài kinh này và cũng như nhiều bài kinh khác, đặc biệt đề cập đến cái sự quán chiếu, nhìn thật kỹ, thật sâu vào thân tâm của mình. Thì dựa trên cái nhìn về Phật học, phải chăng là pháp tu tứ niệm xứ là một pháp môn đặc biệt giúp chúng ta làm điều này so với tất cả những cái pháp tu khác? Thượng tọa có nghĩ như vậy không? Xin kính thỉnh ý kiến của thượng tọa tự sư. Nam mô Bụt Tha nha. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, quả thật vậy, tuệ quán Vipassana nhìn á, tức là cái pháp tu tứ niệm xứ, thì cái tuệ quán này là quán chiếu thân tâm
Vì do đó cho nên những bài kinh đại loại như thế này thì chỉ có cái phương pháp ở tuệ quán thì mới có thể quán chiếu được nội tâm thôi. Còn những cái pháp tu khác như là bố thí trì giới hay là thiền chỉ hoặc là cung kính phục vụ vân vân, thì những cái pháp tu đó là để tạo phước. Nhưng mà không có khả năng đạo quán chiếu thân tâm của mình. Do vậy tất cả những cái phương pháp quán chiếu thân tâm nó đều thuộc về cái pháp tu tứ niệm xứ cả. Một vị tỳ kheo tu tập thì trong cái quy trình tu tập của vị tỳ kheo, chúng ta nghe cái bài kinh, thí dụ như bài kinh Sa Môn Quả hoặc cái bài kinh Sánh Ngựa, Đại Kinh, Tiểu Kinh, vân vân. Thì ở đây cái bước đầu của vị tỳ kheo tu tập là phải thu thúc tâm giới để cho thân khẩu được thanh tịnh, nuôi mạng được thanh tịnh. Sau đó vị này thu thúc lục căn, thiết độ ẩm thực, rồi mới sống tỉnh thức chè gà rác. Sống tỉnh thức rồi, nếu vị đó có duyên với thiền định thì vị đó sẽ làm cho vắng lặng năm trì cái để chứng và trú sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, thuộc về thiền hiệp thế. Lấy thiền hiệp thế đó làm nền tảng cho tuệ quán, rồi bắt đầu vị này quán thấy vô thường của nó, vô ngã của danh sắc, rồi bị dứt đoạn tận được các lậu hoặc và đưa đến sự giải thoát. Thì như vậy đối với người tu tập, nếu là người cư sĩ tại gia thì có ba cái pháp để tạo phước vật, phước đức, phước trí. Thoạt đầu người cư sĩ tại gia tập bố thí, xả tài, nhất là bổ sẻn, gọi là đa na ma gia bu nhất kari va thú. Giai đoạn thứ hai tức là người cư sĩ giữ giới để từ bỏ những cái ác nghiệp, thân ác, khẩu ác, ý ác, từ bỏ thân ác hạnh, khẩu ác hạnh, ý ác hạnh. Sau khi giữ giới thì nó bắt đầu tu thiền. Ở trong tu thiền đó thì có thiền chỉ hoặc thiền quán. Nhưng mà thường thường thì người cư sĩ tu thiền quán thì thích hợp hơn, bởi đời sống người cư sĩ cái môi trường sống nó không có
cái sự vắng lặng, không có sự yên tĩnh ở chốn rừng sâu. Với hơn nữa, người cư sĩ tu thiền chỉ chẳng lẽ để nhập định ở tại nhà, hay là thực hiện thần thông ở tại nhà thì cũng không được. Cho nên tu thiền quán nó tốt hơn. Và tu thiền quán có nghĩa là quán chiếu thân và tâm này. Cả đó là bước tu tập của người cư sĩ. Nhưng mà đối với bộ xuất gia như là các vị tỳ kheo chẳng hạn, thì cái giai đoạn đầu là giai đoạn vị đó thì trí lượng thân khẩu, thân hành khẩu hành và sự nuôi mạng bằng giới. Rồi cái đó là vị này sống thu thúc chánh niệm để mà thu thúc. Khi mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, lưỡi nếm vị, thân xúc chạm ý suy nghĩ, đồng thời với cái sự thu thúc đó, vị này phải tiết độ trong cái việc ẩm thực, tiết độ trong cái việc ngủ nghỉ. Có nghĩa là sống tỉnh thức cái giai đoạn mà thu thúc lục căn, và sống tiết độ và cái sự tỉnh thức đó. Cái giai đoạn đó nếu mà đạt, vị tỳ kheo đạt được cái giai đoạn đó cũng là quý lắm, cao quý. Nhất là cái thời buổi bây giờ, cái thời kỳ bây giờ thì nếu mà chỉ đạt đến cái mức độ, đạt đến cái mức độ gọi là thu thúc lục căn, tiết độ ẩm thực, sống tỉnh thức, vậy là cũng tốt. Sống tỉnh thức nghĩa là tốt suốt ngày, từ sáng đến chiều lúc nào cũng hành thiền, hành thiền tứ niệm xứ, thì như vậy rồi sống tỉnh thức. Rồi đến cái giai đoạn mà vị này tu tập thiền chỉ samatha, làm vắng lặng năm thiền cái, chứng và trú được thiền hiệp thế, thiền sắc giới, thiền vô sắc giới, thì cao cấp, cao cấp hơn, nhưng cũng chưa cao cấp bằng là đến cái giai đoạn mà vị này tinh tấn nỗ lực chánh niệm tỉnh giác, trú trong thân quán niệm xứ, thọ quán niệm xứ, tâm quán niệm xứ, pháp quán niệm xứ, để quán chiếu thân và tâm vốn là vô thường, khổ đau, vô ngã, thì đạt đến cái sự giải thoát. Như vậy thì người cư sĩ có ba cái bước tu trong đời sống, trong cái môi trường người cư sĩ. Nhưng mà người bậc xuất gia thì tới bốn cái bước tu, hoặc là nếu sống ba, là với ba cái bước tu là chúng ta bỏ cái appana samadhi, bỏ cái an chỉ định ở trong cái phương pháp samatha savana, phương pháp thiền chỉ định, vậy là được rồi. Cho nên ở đây thưa quý vị, trong tất cả pháp tu thì pháp tu tứ xứ, giờ mình thi tập cho xíu, thi tập quá khí cầm mic lại ở trong room, không còn nghe được nữa, cái tình thi tập. Chúng tôi trả lời như vậy cũng đủ rồi.
nói dài nữa thì Ban Thoát nó không có cho nói thêm, mệt lắm thưa quý vị. Bây giờ thì xin thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng trở lại điều học Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú kính thưa, kính thưa Thượng Tọa Thượng Sư. Bạch Thượng Tọa Thượng Sư, Thượng Tọa Quan Hỷ giải thích là tại sao tất cả những tôn giáo khác đều dạy con người hướng đến cái gì vĩnh hằng, cái gì cực lạc. Và trong lúc đó Phật Pháp thì thường dạy chúng ta là nên nhìn, nên quán chiếu một cái gì vô thường, khổ đảo, vô ngã. Tại sao mà có cái cách nhìn ngược đời như vậy? Hay có cái nhìn mà nó có vẻ là không giống các tôn giáo khác? Thì đó có thể giải thích điều này cho quý Phật tử không? Kính cung xin thưa đó. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca. Kính bạch chư tăng, kính thưa quý vị, các tôn giáo khác vì đạo sư của các tôn giáo khác không phải là vị chánh đẳng chánh giác, không phải là người đã giác ngộ về cái chân lý khổ tập diệt đạo, do đó khi mà cái vị đạo sư đó, vị giáo chủ đó, họ nói lên cái triết lý thì họ phải nói bằng cách nào để thu hút tín đồ, bởi vì đa phần quần chúng thì cuộc sống hiện tại của họ ngắn ngủi, cái hạnh phúc ít ỏi, do đó cho nên họ muốn đi tìm cái gì mà nó vĩnh hằng, nó trường cửu và họ muốn cái hạnh phúc, họ muốn đạt tới cái hạnh phúc tột đỉnh. Đến tâm lý đó, cho nên những vị giáo chủ ở các tôn giáo họ vẽ ra cái mục đích cứu cánh của họ, thì làm cho mọi người họ cảm thấy thích thú. Nếu đi theo cái tôn giáo này thì họ sẽ được vĩnh hằng và họ sẽ đạt đến cái chỗ cực lạc. Trong khi đó thì đạo Phật, Đức Phật này không cần tín đồ đông, không cần cái uy danh lan rộng, và không cần những thứ đó.
Cho nên là thuyết pháp chỉ nhằm mục đích như thế nào? Này các tỳ kheo, xưa và nay Như Lai chỉ dạy sự khổ và sự diệt khổ mà thôi. Hơn nữa, vị đạo sư của tôn giáo này, của Phật giáo, là Đức Phật, là một vị giác ngộ thật sự. Ngài thấy biết ở thế gian này không có cái chân đức cho pháp hữu vi là thường còn, vĩnh hằng, không có. Hễ trong thế gian này cái chỗ nào có pháp hữu vi thì chỗ đó bị vô thường biến hoại. Và vì là vô thường biến hoại cho nên luôn luôn mang cái sự khổ đau. Dù có hạnh phúc cũng chỉ là hạnh phúc tương đối chứ không phải là hạnh phúc tuyệt đối. Cho nên không thể, ở trong thế gian này không có cái chỗ nào mà gọi là cực lạc hết. Bởi vì hãy còn cái thân ngũ quẩn, tức là pháp hữu vi đó, thì luôn luôn phải chịu cái sự biến hoại, bất tội nguyện. Và Đức Thế Tôn bậc A La Hán chánh đẳng giác, Ngài đã dám tuyên bố lên, Ngài đã dám nói lên như vậy. Bởi vì Ngài không sợ mất tín đồ, Ngài không sợ người ta chỉ trích Ngài. Tại sao? Bởi vì Ngài có 40 vô sự quý. Ngài không có sợ, Ngài chỉ thuyết pháp và nói lên cái sự thật, cái điều mà Ngài đã giác ngộ. Và vì lòng từ bi muốn tiếp độ chúng sanh để cho họ đi đến cái chỗ giác ngộ, chấm dứt khổ luân hồi, cho nên Ngài phải nói lên điều đó. Vì vậy cho nên có cái sự khác biệt giữa cái chủ trương của các tôn giáo khác với Phật pháp. Chúng tôi xin được chia sẻ với quý vị qua cái câu thảo luận số 2. Nam mô Bổn Thầy. Cái trường chủ tọa thiếu siêu để thỉnh chủ tọa thiếu siêu đi nghỉ. Và chủ tọa Pháp Đăng, chủ tọa có nghe rõ không? Nếu chủ tọa Pháp Đăng đang ở trước máy, xin chủ tọa hoan hỷ trả lời cho cô thảo luận số 3. Một lần nữa không biết thượng tọa Pháp Đăng, chủ tọa có nghe được không? Dạ, chủ tọa Pháp Đăng ở trong bài kinh này đó, thì chúng ta thấy rằng có cái hình ảnh của một người tu tập là một người có tiếng và một vị Bà La Môn, đó là biểu trưng cho Đức Phật. Thì từng giai đoạn đi qua đó, thì vị Bà La Môn thường hướng dẫn cho người có tiếng. Chúng ta thấy rõ rằng là ở trong sự tu tập á, thì ngoài kinh nghiệm bản thân của mình cần được cái sự soi sáng từ tam tạng kinh điển. Nhưng mà thì tôi có thể chia sẻ một cách cụ thể là làm sao mà chúng ta vừa vận dụng được kinh nghiệm bản thân mà vừa là tìm được cái sự soi sáng từ pháp học, từ Phật pháp. Thì có nhiều người nói rằng hãy mình tu, mình chỉ nên vận dụng kinh nghiệm bản thân thôi, không nên học nhiều. Và cũng có nhiều người trong chúng ta thì quá chú trọng pháp học mà chúng ta không dùng được kinh nghiệm bản thân. Thì làm sao chúng ta có thể sử dụng cả hai cái nguồn đó một cách song hành? Xin thưa tổ quan hệ chia sẻ một vài cái suy tư của thưa tổ về điểm này. Kính thưa tổ. Hello.
Hello. Dạ, con phát thanh kính lễ Đức Tam Bảo, kính lễ thượng tọa Thầy Siêu, thượng tọa Nhất Đẳng, thượng tọa Pháp Tân, thượng tọa Thích Quyền, thượng tọa Minh Hạnh, Đức Hợp Tính, Đức Đại Kỳ Sư Nguyên Thông cùng với chư tôn Đức Tăng kính chào quý đại cô trụ nữ thân trả Phật tử. Thì thật sự thì chúng ta thấy rằng một người mà có bắt tay vào tu tập thật thì chúng ta bắt buộc phải kinh nghiệm bản thân và phải học hỏi để vượt qua những cái trở ngại. Tại vì thật sự khi mà chúng ta không có tiến triển tâm linh thì chúng ta không thấy được cái sự trở ngại. Nhưng mà khi chúng ta tu tập thật lòng thì mình sẽ phải có kinh nghiệm bản thân. Thường thường cái kinh nghiệm bản thân giống như một người làm nông vậy đó quý vị. Cái người làm nông mà đi làm ruộng vậy đó. Họ cũng phải làm rồi họ mới kinh nghiệm được ruộng bị phèn, phải bỏ cái gì. Rồi sâu keo phải xịt sao. Rồi nó thiếu nước hay là nó thiếu phân, người đó phải biết khi mà làm ruộng. Nhưng mà không có nghĩa là không có nghĩa là họ làm họ thiếu kinh nghiệm, họ phát hiện ra được những vấn đề này. Tất nhiên là họ phải có cái kinh nghiệm để họ biết được cái ruộng của mình và cái ruộng của người khác được mùa hay thất mùa, bị bệnh nặng hay bệnh nhẹ. Thì cũng như vậy, khi một người mà thật sự họ tu tập đó thì bắt buộc phải có kinh nghiệm bản thân. Cái kinh nghiệm bản thân á, là những cái thời tu tập của mình, những cái sự tu tập của mình. Nhưng mà rồi cũng phải có cái sự trắc trở, cũng như giống như là thời tiết nó phát sinh ra những cái loại sâu bệnh, rồi phèn do mưa nhiều hay là mưa ít, nắng nhiều hay nắng ít, phèn nó dậy lên. Thì người đó cũng phải có cái kinh nghiệm. Mà cái kinh nghiệm đó là vừa phải có cái sự kinh nghiệm bản thân mà phải vừa có sự chỉ dẫn của người khác nữa. Thật sự ra thì quý vị biết rằng nếu mà chúng ta nghĩ như một cái người làm ruộng đó, thì họ, nếu mà họ mà thật sự họ làm ruộng mà họ không có kinh nghiệm bản thân của họ thì cái gần như là thất bại hơn là thành công. Cũng như vậy, khi một người tu tập cũng vậy, chúng ta tu tập kinh nghiệm bản thân nhưng mà chúng ta cũng phải học hỏi nữa. Cũng như giống như người nông dân, họ có cái kinh nghiệm rồi nhưng mà có nhiều khi những cái loại sâu bọ đó họ cũng không có có thể mà họ có thể tìm ra được. Nhưng mà nhờ học hỏi từ những người kỹ sư nông nghiệp, họ có học hỏi, họ biết được cái sâu bệnh như vậy, hay là những người kinh nghiệm từ trước họ làm ruộng, họ trải qua những cái trường hợp. Thường thường quý vị biết rằng chúng tôi cũng có lúc mà chúng tôi cũng đi theo những cái người trồng dưa hấu thôi quý vị. Những người trồng dưa hấu đó họ cũng có nhiều cái điểm đó quý vị. Nhiều cái điểm mà ví dụ như sáng rồi họ thấy sương mù như thế nào, rồi họ thấy cái cây dưa hấu á, cái dây dưa hấu nó chỉ nằm ngang thôi, nhưng mà bữa nào có sương muối á, thì cái dây dưa hấu ngóc cái đầu lên. Khi mà họ thấy cái dây dưa hấu ngóc cái đầu lên như vậy đó, thì họ được người ta nói như vậy đó, thành ra họ phải xịt thuốc để cho nó xả cái sương muối. Rồi quý vị thấy cũng như là dưa hấu như vậy quý vị. Dưa hấu như vậy đó, mà nếu mà mình không biết cái cách tưới đó thì cái trái dưa hấu nó cũng bị nổ nữa quý vị. Thành ra cái người như khi họ làm trước đó, họ cũng để ý, rất là để ý, mình gọi là kinh nghiệm đó. Nhưng mà họ cũng bị thất bại. Thì từ cái sự mà họ kinh nghiệm, họ phát hiện được đó, họ bị như vậy đó, thì có những người có kinh nghiệm trước đó, họ mới nói sáng rồi thấy, bữa nào thấy sương mù như vậy nó coi chừng bị sương muối. Và sương muối á, thì cái dưa hấu nó không bò nằm sát xuống mà nó ngóc cái đầu nó lên. Thì người ta để ý như vậy, cứ mỗi sáng ra thấy sương mù thì ta sợ sương muối, là coi cái dây dưa hấu, cái dưa hấu mà nó bị sương muối nó phản ứng, nó ngóc cái đầu cao lên như vậy. Thì nó thật sự ra quý vị biết rằng nếu mà chúng ta tu nó cũng giống như người làm dưa hấu hay là cái người làm lúa vậy đó. Mình vừa phải có kinh nghiệm bản thân mà cũng phải vừa phải có sự học hỏi nữa. Chứ còn nếu không là chắc chắn mình làm mình sẽ phải trả giá
trả giá có nghĩa là mình phải bị thất bại nhiều lần, rồi cuối cùng mình cũng phải hỏi, mình phải hỏi. Tại bình thường quý vị biết rằng xương muối thì không phải bữa nào cũng có, không phải mùa nào cũng có, tùy theo cái mùa nó có xương muối, và cũng tùy theo theo mình phải sử dụng cái loại thuốc nào để cho mình trị được cái xương muối đó. Thì như vậy nên không có thể nào mà chúng ta nói rằng nên tưởng tượng quý vị thấy một cái người họ làm ruộng, làm rẫy, trồng dưa hấu, trồng leo, trồng cà bắp đồ đó, họ cũng có cái kinh nghiệm của họ, cái kinh nghiệm của họ cũng có, và cái sự học hỏi cũng phải có, nên họ mới làm được trúng mùa quý vị. Chứ còn không thì họ cũng phải trả giá rất là nhiều lần, rất là nhiều lần, chứ không phải nó đơn giản. Thì chúng ta cũng vậy, khi mà chúng ta tu tập đó thì chúng ta cũng phải nỗ lực, mà chúng ta cũng phải có cái kinh nghiệm bản thân, nhưng mà rồi chúng ta cũng phải khai thác được để vượt qua, có nghĩa là chúng ta phải học hỏi đó. Tại thường thường quý vị biết rằng cái sự học hỏi đó, như Đức Bồ Tát ngài đắc thiền vô sở hữu xứ hay phi tưởng xứ đó, thì ngài cũng phải đi tìm học, tìm học cái đề mục đó, rồi ngài suy nghĩ rằng người ta có đắc được thì ngài cũng có thể đắc được, người ta có tính tấn rồi ngài cũng có cái lòng tin, cũng có tính tấn rồi này kia, thành ra ngài đặt vấn đề trọng tâm vào cái việc kinh nghiệm bản thân tu tập trên cái sự ta chỉ ta hướng dẫn, nhưng mà cuối cùng ngài cũng đạt được thiền đậm một cái thời gian ngắn. Như vậy thì thường thường ấy, chúng ta biết rằng một cái người mà họ tu tập đó, bắt tay vào tu tập thật đó, thì bắt buộc họ phải trải qua thời gian, và cái thời gian đó phải họ phải để ý rất là nhiều, họ để ý qua từng cái thời tu thiền nữa quý vị. Nên thường thường quý vị biết một cái người tu thiền thiệt đó là họ để ý vật thực, họ để ý cái thời tiết nữa. Bởi thường thường chúng ta thấy một cái người tu mà họ chứng được thiền đó thì họ cũng phải do ăn uống, rồi do quân bình các quyền, rồi do thời tiết. Thời tiết mà nóng lạnh bất thường đó, nó cũng là cái thời, những cái thời tu đó nó chỉ chống lại những cái cảm thọ khổ thôi, chứ nó rất là khó để mà nó chìm sâu vào thiền được. Mà những cái thời tiết mà nó vừa dứt cái cơ thể thì làm cho cái tâm nó, mình gọi là như là giống như nhu thân, nhu tâm, kinh thân, kinh tâm, thích thân, thích tâm, thuần thân, thuần tâm, chánh thân, chánh tâm gì đó. Những cái tâm sở đó nó làm cho thân và tâm nó nhu nhuyến. Thì nó mới có tác dụng, để đạt được cái chỉ tịnh hay là cái quán minh, chứ nó không phải là mình nói như vậy, nhưng mà thực sự ra thì nó phải có những cái mình gọi là những cái hiện tướng hay là những cái điềm báo đó. Mình thấy như mưa, mà có mưa thì nó có mây, rồi có không khí lạnh, rồi có sấm chớp như vậy đó, thì nó sẽ có mưa, chứ trời trong như vậy thì nó không có mưa. Thì một cái người mà tu tập đó, khi mà họ đạt được cái gì đó, nó cũng phải trải qua qua những cái kinh nghiệm bản thân và do những cái đầy đủ hướng dẫn nữa, người đó mới đạt được, chứ không dễ mình đạt được đâu. Nên thường thường mình cũng tu và mình kinh nghiệm bản thân, nhưng mà cũng học hỏi. Thực sự một cái vị nào tu tập đó thì mình cũng cách này cách kia mình cũng học. Ví dụ mình lên trên lớp học này đó, mình cũng học từ kinh nghiệm của các vị trưởng lão, xuyên qua cái nhiều cái vị có hành thiền trong cái thời gian, các vị đã chia sẻ những cái kinh nghiệm như vậy. Thì chúng ta cũng biết rằng đó, cái việc tu tập đó, mình có thể nói như là người làm mía, hay là làm ruộng, hay là làm dưa hấu, hay là trồng dưa leo, hay là trồng đậu đũa, đậu que vậy đó, họ cũng có kinh nghiệm. Vì nếu họ không kinh nghiệm đó thì một lần xương muối như vậy đó thì cây cối của họ nó sẽ bị bệnh rất là nhiều, và nó không có cho năng suất của quý vị. Nếu quý vị nào mà làm có mà trải qua mà làm dưa hấu hay là làm đậu bắp, dưa leo đó, thì quý vị biết rằng mỗi lần một xương muối đó, người ta không trị đó, là cái cây nó sẽ giống như nó bị bệnh, và nó giảm cái năng cho ra trái, ra trái vậy đó. Nó phải bị như vậy đó. Thì cái người tu của mình vậy đó, mình tu mà nếu mà mình kinh nghiệm bản thân, mình phải học hỏi, chứ không có nhiều khi mình bị chậm chân tại chỗ, và mình cố gắng làm sao để mình tu tập và mình kinh nghiệm, để mình biết cái cách để mình hỏi, biết cái cách để mình chọn lọc cái cách người ta trình bày để mình vượt qua, hay là mình coi kinh sách để mình thấy cái sự chọn lọc đó được, rồi mình mới vượt qua. Nên thường thường quý vị thấy như là bài kinh con chim cấy á, ví dụ chim cấy đó, nếu mà cái người hành giả đó mà nắm cái đề mục mà giống như cái người nắm con chim, nắm cứng quá thì con chim sẽ chết.
Nhưng mà nếu nắm con chim đó mà nắm lỏng thì nó sẽ bay. Nắm sao mà đừng có quá cứng nó chết, mà đừng có quá lỏng để nó bay. Vừa chừng như thế nào đó để mình kinh nghiệm mà mình còn biết cái cách mà mình điều chế đó, nó cũng giống như vậy. Thành ra trong cái câu hỏi Thượng Tọa hỏi thì con xin chia sẻ như vậy. Nếu gì cần hãy nói thêm thì thỉnh Thượng Tọa. Bây giờ thì con xin gửi cho Thượng Tọa. Sa thú kính trình Thượng Tọa Pháp Thượng Tọa Tuệ Quyền. Thượng Tọa nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tuệ Quyền đang ở trước máy, kính trình Thượng Tọa trả lời cho câu thương số 4. Một lần nữa xin được hỏi Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa có nghe được không? Đại Đức Pháp Tính ơi, Đại Đức Pháp Tính có mặt ở trước máy không? Nếu Đại Đức Pháp Tính đang ở trước máy, xin Đại Đức Pháp Tính hoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 4. Đại Đức Pháp Tính, ở trong bài kinh này có những cái đoạn mà chúng ta nghe rằng một vị người Bà La Môn bảo người có trí đào lên. Tại sao người có trí thì chỉ cho hành giả tu tập? Hay nói một cách khác là tại sao người tu hay là hành giả đó phải là người có trí? Xin Đại Đức Pháp Tính. Nam Mô Bụt Thầy Giá. Con xin thành kính lĩnh lễ đến Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tuệ Quyền, Thượng Tọa Pháp Đăng. Thượng Tọa Minh Hạnh cùng chư tôn đức tăng kính chào quý cô tu nữ cùng các vị thiện nam tín nữ. Trong ở trong bài kinh này có câu vị Bà La Môn bảo người có trí đào lên, tại sao tu tập phải là người có trí. Thì ở xung quanh cái câu thảo luận này đó, thì quý vị thấy rằng đối với cái đạo Phật này là cái đạo Phật từ bi và trí tuệ. Và hơn nữa đó, thì quý vị thấy rằng là đối với cái hình ảnh này đó, cái hình ảnh này chúng ta thấy rằng là nếu mà nói đến ở ngoài đời đó, thì cái người mà đào đất đó, thì không có cần phải là cái người có trí, quý vị. Tại vì thật sự ra đó, quý vị thấy rằng nếu mà cái người mà đào đất đó, mà cái người đó có trí đó, thì họ sẽ đào nhanh và rất là đỡ mệt, rất là đỡ mệt. Còn nếu mà mình đào đất đó, mà mình không có trí đó, thì nó chậm và nó sẽ mệt nhọc thôi. Nhưng mà ở đây đó, đối với ở trong cái sự tu tập đó, thì quý vị thấy rằng là cái sự đào đất này đó, nó là có cái gì, quý vị, nó phải có cái sự siêng năng, siêng năng. Thì cũng vậy, ở trong cái sự tu tập, khi mà cái vị Bà La Môn đó, hoặc là mình hướng dẫn, mình kêu ai tu tập đó, thì cái người đó phải là cái người có trí. Họ có trí, họ mới thấy được cái sự lợi ích để mà họ siêng năng, họ làm cái công việc đó. Chứ quý vị thấy rằng thường thường có những người, người ta đối với xã hội người ta cũng rất là giỏi, cũng rất là giỏi nói về cái kiến thức thế gian. Hoặc là đối với ở trong đời có những người, người ta cũng rất là giàu có. Nhưng mà quý vị thấy rằng đa phần là những người mà người ta không có trí, dù cho người ta ở trong cái hoàn cảnh có đầy đủ tài sản, đầy đủ tiện nghi đi nữa, nhưng mà người ta không có ra sức tinh tấn để mà người ta tu tập, hoặc là người ta không có niềm tin, người ta không có niềm tin để mà người ta ra sức người ta đào, hoặc là người ta như ở trong cái trường hợp này, người ta không có cái sự tinh tấn để mà người ta đi đến những cái pháp hội, người ta ngồi gìn giữ cái oai nghi, hoặc là có cái sự nghiêm trang để nghe pháp, để nghe, để biết được những cái điều nào đó nó thích hợp cho cái người cư sĩ, những cái điều nào đó mình phải nên làm, những cái điều nào đó mình phải nên tránh, những cái điều đó. Thì quý vị thấy rằng thường thường là đối với
tất cả những cái khi mà chúng ta có làm cái công việc đó thì chúng ta phải là cái người mà có trí á, thì chúng ta mới nhìn thấy được cái sự việc đó, để chi vì để cho chúng ta một á, là có niềm tin, hai á, là chúng ta có cái sự tinh tấn, có cái sự tinh tấn thì chúng ta mới ra sức để mà chúng ta làm cái công việc đó. Thì ở trong cái đời sống tu tập này cũng vậy, cái người có trí đó, người ta mới ra sức được, người ta tinh tấn, hoặc là cái người có trí đó, người ta mới có cái niềm tin, thì người ta mới thực hiện được cái đời sống tu tập. Thành ra đó, ở trong cái câu thảo luận này đó, đối với hỏi rằng là tại sao cái người tu tập đó, là phải là cái người có trí, cái người có trí người ta mới tu tập được, quý vị, tại vì người có trí thì người ta mới nhận ra là cái này là lợi ích, thì người ta mới có niềm tin, hoặc là cái này là lợi ích, thành ra người ta mới có cái sự tinh tấn để mà người ta ra sức người ta đào, hoặc là người ta ra sức người ta tu tập. Thành ra đó mới kêu là kêu cái vị bà la môn, kêu cái người đào phải coi là cái cổ trí, thành ra họ mới hiểu, họ mới đào được. Đây là những cái ý con xin được đóng góp vào cái câu thảo luận của thượng tọa đã nêu. Bây giờ con xin thỉnh thượng tọa trở lại. Sa thú kính đừng đại đức Phật tính thượng tọa Tư Quyền ấy, thượng tọa có nghe được không? Nếu thượng tọa Tư Quyền đang ở trước quái, xin thượng tọa khoan hỷ trả lời cho câu thảo luận số 5. Dạ, thượng tọa Tư Quyền, ở đây chúng ta thấy hình ảnh là một cái gò mối ban đêm chiếu sáng, ban ngày phun khói, là chỉ cho suy tư và hành động. Và ở trong tứ niệm xứ là đó là chúng ta nên biết, nên nhìn thấy cái ý định, giống như mình muốn đứng dậy thì trước khi đứng dậy mình nhìn vào ý muốn của mình trước, ý muốn là danh và cái hành động đứng dậy là sắc chẳng hạn. Thì tại sao chúng ta nên nhìn vào cái sự liên hệ giữa danh và sắc, giữa thân và tâm, giữa cái mà ban đêm chiếu sáng, mỗi ngày không khói để làm gì? Thường thường họ đồng ý những cái đó nó không liên hệ gì với nhau hết. Xin thỉnh sư tổ hoan hỷ cho một vài suy tư về điểm này. Thỉnh sư tổ. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sanh Khai Giá, như tôi được chúng tôi nghe rõ. Dạ, cảm ơn quý vị. Chúng con cái lễ đến Đức Phật, Đức Giáo Pháp của chúng ta. Cái lễ đến là thực hiện đảng từ trọng tâm, cộng hành để được tính, để được vị trí sư môn thân của sư tăng. Kính chào quý phụ nữ cùng chư Phật tử. Kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị. Có thể nói rằng cái nếu như trên cái sự tu tập mà thiền quán thì cái danh sắc á, có thể nói là chúng ta phải có chánh niệm một cách liên tục. Thì như thế đó mới thành tựu được tốt đẹp. Ở đây ví dụ về cái gì thuộc về ban ngày, thuộc về ban đêm, đó là sự suy nghĩ. Hay ban ngày á, ban đêm phun khói, vân vân, thì ban ngày chỗ sáng, ban đêm phun khói, phun thì nói như vậy có nghĩa đó nói đến cái một cái sự suy tư của tất cả những cái hành động của một con người. Mà trong hành động đó, trong mọi hành động đó, cái danh cái sắc đó được chúng ta biết đến, được chúng ta theo dõi nó, được chúng ta biết quan tâm nó và chúng ta ghi nhớ nó. Nó rất là quan trọng. Ở đây nói đến một sự tiến tu. Nếu như chúng ta làm mà chúng ta không biết chúng ta làm, chúng ta nói, chúng ta đi, chúng ta đứng mà chúng ta không biết chúng ta đứng, hay nói một cách chúng ta đang thở mà chúng ta không biết chúng ta thở, thì khi bị hình giả thở ra, biết mình thở ra, hít vào, biết mình hít vào, có nghĩa rằng biết rằng giữa thân và tâm này nó còn đang phối hợp. Giữa thân và tâm này, tức là thở ra, thở vô, hay là ngay cả những lúc mà chúng ta làm việc, chúng ta quên đi, chúng ta cứ mãi mê, chúng ta mãi mê theo cái tâm của mình, chúng ta đâu biết rằng là cái sắc á, nó đang mệt mỏi và nó đau đớn vô cùng, thì cái đó cũng không được.
thì coi như là nó không có quân bình được. Chúng ta gọi là không có quân bình, quân bình giữa danh sắc nó quân bình. Còn ở đây cái sự tu tập mà để suy tư và hành động đó, mà đối với người quán sát á, mà tu tập về cái thiền quán đó, thì nó rất là đặc biệt. Chỗ là để biết theo dõi như vậy, nhiều khi đó, kính thưa quý vị, nó có thể tốt, nó có thể rất tốt cho chính chúng ta, là chúng ta có một cái sự vững vàng, chúng ta có một cái sự theo dõi một cái chuẩn xác hơn. Ban ngày chói sáng, ban đêm phun khói, đây chỉ là một ví dụ, nhưng ở đây nói đến cái suy nghĩ hành động của chúng ta. Nếu như một lúc nào đó mà chúng ta suy nghĩ, mà chúng ta phải có sự suy nghĩ và có hành động. Bây giờ muốn đi, bước đi, muốn mặc áo, biết mặc áo, muốn ăn, biết ăn, muốn uống, biết uống, muốn nằm, biết nằm, muốn ngồi, biết ngồi. Mọi hành động, mọi tư duy được chúng ta theo dõi một cách liên tục. Vì vậy cho nên nó mới được vững chắc cho vị hành giả có cái chánh niệm vững vàng, và từ chỗ đó đó nó mới có tỉnh giác, khai triển được cái thiền quán, phát huy được cái thiền quán. Chứ còn nếu như giữa thân và tâm không có kiểm soát thì không thể mà thành tựu được. Thí dụ bây giờ chúng ta nói vừa ngồi thiền mà vừa ngủ gục, cũng ngồi đó, cái thân cũng ngồi đó nhưng tâm nó cũng ngồi, tâm nó không trầm. Rồi chúng ta đang tu thiền đó, như là chúng ta ngồi đó nhưng tâm của chúng ta nó không có đặt niệm, mà tâm của chúng ta nói nó phóng dật. Thì cái sự suy tư này đó chính là có một cái chánh niệm liên tục theo dõi. Chúng ta nhớ Đức Phật ngày dạy trong mười kinh cũng cử tới niệm xứ đó. Khi mang bát biết mình mang bát, khi đắp y biết mình đắp y, khi đi biết đi, khi đứng biết đứng, tức là làm mọi cái hành động đều được suy tư, đều được kiểm soát, đều được chánh niệm đặt định một cách rõ ràng, một cách liên tục như vậy. Và nhờ như vậy cái tâm của vị ấy nó mạnh mẽ, tâm của vị đó mới nó có sự vững vàng. Nhờ tâm nó vững chắc như vậy, nhờ chánh niệm nó vững trụ, thì quý vị cái chánh niệm, cái tỉnh giác nó mới sanh được. Chúng ta mới thấy được cái sanh cái diệt của danh và sắc này, chứ không phải tự nhiên mà cứ ngồi cứ thở ra thở vô đi, rồi coi như là cứ ngồi cứ ghi nhớ cái chánh niệm đi, rồi thế nào mình cũng có cái chánh niệm tỉnh giác hay không, cũng có cái tỉnh thức, cái tỉnh giác nó khởi lên đâu, có trí tuệ tuệ quán nó khởi sanh lên đâu, mà do một cái trí tuệ nó đúng, có chánh niệm phối hợp một cách đúng đắn, một cách liên tục, thì ngay khi đó ở cái tâm nó vững chắc rồi, thì cái điều rất là quan trọng đối với người tu thiền quán đó là ngay khi đó khai triển được thiền quán. Một hơi thở hít ra hít vào, tại sao vị ấy tệ truy biết rằng hơi thở mình thật dài, hơi thở mình thật ngắn, thật ra mình mới thở mình không biết ngắn dài. Mình hít một hơi thật dài thì mình biết nó dài. Qua cái giai đoạn mà chúng ta biết bướng dài đó, thì thật sự chúng ta suy nghĩ đi chúng ta hít vô, thở ra, chúng ta để cho cái sự tự nhiên, chúng ta theo dõi cái chánh niệm như vậy, mà chúng ta có thể theo dõi một cách liên tục như vậy thì không phải đơn giản, là do chúng ta nhẹ nhàng, chúng ta điều tức xong, chúng ta điều hơi thở xong rồi, và để chúng ta hít vô ghi nhận mình đang hít vô, thở ra biết mình thở ra, vân vân, thì ngay khi đó nó có một cái sự liên tục, chứ còn không thì rất là khó. Cho nên ở đây sự tu tập mà cái danh sách á, nó dính liền, đây là một cái điều tất nhiên. Cũng như khi mà vị hành giả tu tập về thiền, chẳng hạn tu về thiền, nếu tu thiền quán thì cái danh sách nó phải được nhìn thấy, phải được hiển lộ. Còn nếu chúng ta tu thiền chỉ thì không đến đổi, không thiền chỉ thì có thể mình tu các tầng thiền khác, nhưng ở đây đặc biệt là thiền quán thì nó phải có cái rõ ràng giữa thân và tâm này phải nhận biết, phải biết được cái sự diễn tiến của nó ngay trong lúc đó đang diễn tiến và cái bệnh thượng tọa. Đây là cái câu trả lời của chính con, thiền ý như vậy. Nếu có điều gì tốt thì kính cung thỉnh thượng tọa tham mưu của thầy giáo. Sa thủ kính thiền thượng tọa thượng vị, hôm nay cũng là một ngày rất là đẹp trời, mặc dù cuối tuần này hy sinh thời nóng,
Bởi vì lâu lâu chúng ta có những ngày mà chư vị giảng sư có mặt đầy đủ. Siêu Nguyên Thông có mặt ở trước máy không? Nếu Siêu Nguyên Thông nghe được thì Siêu Nguyên Thông vào. Siêu Nguyên Thông ở đây trong bài kinh có nói về một cái lời hướng dẫn của vị Bà La Môn đối với người có trí lại đào lên, tức là đi sâu vào thân tâm của mình. Tại sao phần đông chúng ta dừng lại ở pháp học mà chúng ta không chịu dấn thân vào pháp hành, không chịu bắt tay để đào lên? Tại sao vậy? Kính thỉnh sư tọa đại đức Kính thỉnh Siêu Nguyên Thông quan hỷ cho vài suy nghĩ của Siêu Nguyên Thông về điểm này. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con Liên Nguyên Thông, con tuân lệnh sư phụ, có đáp án cho câu thảo luận số 6 hỏi rằng tại sao phần đông chúng ta dừng lại ở pháp học mà ít khi đi vào pháp hành, không chịu bắt tay vào việc đạo lên? Kính thưa sư phụ, khi mà đọc đến cái bài này thì con nhớ trong giáo pháp Đức Phật Thích Ca Mâu Ni có một vị sư mà xuất gia bán thế, xuất gia tức là vị đó già và đi vào giáo pháp đó. Cái vị đó mới hỏi Thế Tôn, và thưa Thế Tôn, trong giáo pháp của Thế Tôn có bao nhiêu pháp và quan trọng? Thì Thế Tôn mới giảng giải rằng trong giáo pháp của ta thì có hai pháp quan trọng là pháp học và pháp hành. Mà pháp học là gì? Pháp học là ngươi phải tinh tấn tu hành, học thuộc và giảng lại cho những người khác là năm bộ kinh, tức là Trung bộ, Trường bộ, Tăng chi bộ, Tương ưng bộ và Tiểu bộ kinh. Còn pháp hành thì là ngươi phải học samatha, tức là thiền định, rồi có cái căn bản định đó, thì dùng cái định tâm nó không có sao lãng đó, không có gián đoạn đó, đi qua học về cái pháp thì vậy là vipassana, chủ quán thân thọ tâm pháp. Thì ngài đó mới nói rằng, thưa Thế Tôn, con già rồi, con không có đủ sức học mà nhiều như vậy, thưa xin Thế Tôn giảng dạy cho con cái pháp hành thiền tuệ. Thì Thế Tôn mới giảng dạy cho vị đó pháp thiền tuệ và cho vị đó cái đề mục quán. Thì vào khoảng 2 tuần sau thì vị đó đắc A-la-hán. Kính thưa sư phụ, về cái pháp hành đó, và pháp học đó, thì thật sự ra hai pháp bổ túc với nhau. Trong giáo pháp của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, không phải những người mà đắc A-la-hán đều phải học duy vi diệu pháp. Thì những người, cái nhóm mà ngài Kiều Trần Như, 5 anh em ngài Kiều Trần Như và một nhóm hơn 100 người hay là 60 người gia xá đó, thì đâu có nghe thấy là họ học Vipassana, nhưng mà họ đều đặt A-la-hán cả. Và kính thưa sư phụ, ở đây là bởi vì cái câu hỏi là tại sao phần đông chúng ta lại dừng lại ở pháp học, là bởi vì pháp học, thí dụ như nhiều người vô mạng nghe pháp, họ nghe cũng được và họ không nghe cũng được, họ chú ý cũng được mà họ không chú ý rồi họ có nghe thôi. Còn đọc kinh thì họ có thể là đọc lúc nào thì họ đọc, thì họ chỉ có thể nói là họ thoải mái trong cái pháp học và vì vậy khó cái chứng đắc đạo quả. Còn cái pháp hành thì cái pháp hành, con thường nghe sư phụ nói là cái người tu hành phải là cố gắng tu hành để đạt được cái vô gián định. Vô gián định tức là chúng ta định tâm vào cái kasina, hay là chúng ta định tâm vào cái hơi thở của chúng ta, và cái định tâm nó phải liên tục. Và có cái sự liên tục đó thì chúng ta mới chứng từ cái sơ nhị tam tứ thiền của toàn thiền sắc giới. Hồi nãy con còn nhớ sư ba có nói là người nào mà chứng được những cái tầng thiền của sắc giới đó thì lấy cái định đó mà qua quán cái vipassana, để thấy rằng vipassana là thân thọ tâm pháp của chúng ta, không có cái nào là thường. Còn tại sao? Vì Đức Phật giảng giải là tất cả đều vô thường. Chúng ta vô thường cho nên con bây giờ mới là 81 tuổi mấy và sắp lìa đời, chứ đâu phải là con còn 18 tuổi hay mới đẻ ra hoài. Cho nên là cái đó là cái vô thường của vạn hữu. Và thấy cái vô thường đó thì dùng cái thiền tuệ đó chứng đắc được những cái sự vô thường của vạn pháp, vô thường của sắc thân, cái body của chúng ta, vô thường của cảm thọ của chúng ta, cái feelings của chúng ta, và vô thường của cái tâm chúng ta, bữa nay thế này mai thế khác. Và thấy những điều đó và buông xả những cái đó đó, người mà thật sự không có chấp vào cái sự thân thọ tâm pháp của chúng ta và
không cho rằng cái thân này là của ta là tự ngã của ta. Và lần lần cái người hành giả đó nhận được cái chân lý, mà khi nhận được chân lý qua cái công năng của mình thật sự mà thấy cái sự vô thường của thân, sự bất tịnh của thân và chán ngắt của thân, thì người hành giả đã chứng những cái tầng thiện, thì chứng tận những cái tầng quả là sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả, tùy cái công năng tu hành và xả bỏ của người hành giả đó. Kính thưa sư phụ, vì vậy cho nên cái câu thảo luận số 6 này chỉ cho chúng ta là phần đông chúng ta dừng lại ở pháp học mà không đi sâu vào pháp, tức là không chịu đào sâu, mà đào sâu đó tức là cái công năng tu hành của chúng ta. Mà nhiều người hành giả hay là đa số những vị Phật tử cũng như tỳ kheo thì không có mạnh dạn về cái sự mà đào sâu là cái pháp hành của chúng ta là thiền định và thiền tuệ của chúng ta. Và vì vậy cho nên cái câu hỏi số 6 này cho chúng ta thấy là phần đông đều rơi vào cái dưỡng sự mà chỉ có học cái pháp học mà thôi, mà cái pháp hành thì không làm. Bởi vì pháp hành thì ngồi thiền chừng nửa giờ thì có thể ngồi được, một giờ sẽ ráng, đôi khi hai ba giờ, thì đa số quý vị là không có thể theo dõi nổi. Con nhớ sư phụ Giác Đẳng có dạy con là một ngày ngồi thiền ít nhất phải là 7 tiếng đồng hồ ngồi thiền thì mới có thể có được cái kết quả ít nhiều, và chúng ta có thể maintain được, có thể mà duy trì cái sự ngồi thiền của ta ít nhất là 7 tiếng đồng hồ thì chúng ta có thể ra chứng đắc đạo quả. Khi mà nghe con được qua bên Miến Điện mà gặp mấy vị đó thì họ ngồi thiền 1-2 tiếng là chuyện bình thường, cho họ ngồi 3-4 tiếng, 5-7 tiếng là chuyện thường của họ. Vì vậy cho nên cái pháp hành là cái ngồi thiền, và cái quan trọng nhất là cái pháp hành đó. Mà nếu mà chúng ta không chú tâm vào pháp hành đó thì có thể chúng ta khó mà đắc được quả được. Kính thưa sư phụ, đó là những cái ý nghĩ mà các con do cái kinh nghiệm đi đây đi đó và lời dạy của sư phụ mới thấy rằng cái quan trọng là pháp hành. Thì thật pháp học cũng có, mà phải có học mới biết đó mà hành. Nhưng mà pháp hành thường thường do cái pháp hành mà chúng ta đắc quả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con xin trao mai lời sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm những điều mà con nói chưa hết. Và con chân thành tri ân chư vị đã lắng nghe. Con thỉnh mời sư phụ trở lại mai. Sa thú kính chân sư Nguyên Thông. Chú Lý Phật tử, chúng tôi cũng xin được tiếp lời của chư Tăng để nói thêm vài điểm này. Trong khoảng 10 năm trở lại đây đó, thì chúng tôi có ghi nhận một hiện tượng càng ngày càng phổ thông ở trong giới các tu sĩ đó, đó là coi phù thủy. Và quý Phật tử họ rất ưa chuộng. Bây giờ ở bên Mỹ thì quý vị, những người làm ăn đó, họ nghe nói vị thầy nào, vị sư nào biết coi phong thủy đó, họ ưa chuộng lắm. Và thỉnh thoảng chúng tôi cũng nghe người này người kia nói rằng ở trong nhà bài trí thế này, sắp đặt thế kia, nó là sai, nó là đúng. Và có cảm tưởng như là càng ngày càng có nhiều người tin là hễ mình dời đổi cái gì đó thì cuộc sống mình sẽ thay đổi. Mình sẽ giàu hơn hay là mình sẽ nghèo hơn, sẽ thế này thế kia. Nhưng mà khi chúng ta nghe nó bàn nhiều về phong thủy đó, thì bên cạnh đó thưa quý vị, chúng ta có một điều sao lãng rất là đáng tiếc. Đó là chúng ta ít nghe để bàn thế nào để chúng ta nhìn vào thân tâm của mình. Ở trong Kinh Pháp Cú có câu như vậy thưa quý vị: thân ta đảo ngọc hầm châu, khéo nương tựa lấy. Nói câu lợi danh từ bỏ vượt ngoài hơn thua. Thì khi cái câu đầu mà nói rằng thân ta đảo ngọc hầm châu, thì ở trong Kinh Pháp Cú nói một điều rằng có một nơi mà chúng ta rất cần để khám phá, đó là thân tâm của mình. Nhưng mà không may là chúng ta ít khi để ý đến điều đó. Chúng ta biết chuyện thiên hạ nhiều, thậm chí là có những cái câu nói rằng chúng ta biết nhiều về trăng sao trên trời, biết về các một số các hiện tượng về thiên hà, nhưng mà đôi khi chúng ta hoàn toàn mù tịch.
về bản thân của mình. Và là người con Phật ấy, thì chúng ta có thể thấy được phản phất đó đây trong rất nhiều bài kinh. Nếu Phật Ngài dạy rằng nên trở về để quán chiếu lại năm uẩn, tức là nhìn lại thân và tâm của mình. Thân tâm của mình là một thế giới, và một thế giới rất đáng để khám phá. Bởi vì chính Đức Phật Ngài dạy rằng Như Lai tuyên bố trong tấm thân nhỏ bé này, sự khổ, nhân sanh khổ, sự diệt khổ và con đường đưa đến sự diệt khổ. Chúng ta không cần phải đi thật xa, chúng ta không cần phải bàn thật rộng về thế giới này với một cái chiều dài lịch sử được ghi không biết bao nhiêu trang giấy và không biết bao nhiêu câu chuyện đề tài để nói đến. Nhưng mà nếu chúng ta biết rất nhiều đó mà chúng ta quên hẳn đi là mình đang làm gì, đang suy nghĩ gì, và thân và tâm của chúng ta thay đổi ra sao, cảm thọ của chúng ta biến dịch như thế nào, thì quả thật là chúng ta có một điều thiệt thòi. Và khi mà một vị Phạm Thiên đến với Ngài Kumarakasapa nói lên một cái dụ ngôn, ban đầu đó là một dụ ngôn rất là khó hiểu, ở trong đó có nhiều ẩn ngữ, và khi mà Đức Phật giải thích rồi thì rõ ràng là từ bài kinh này cho đến đoạn sau mà chúng ta học vào ngày thứ ba đó, thì gợi nhắc một điều quan trọng, đó là chúng ta cần hướng nội, cần đi sâu vào tìm hiểu thân và tâm, và chúng ta phải vượt qua những cái ngõ ngách, những chướng ngại, bởi vì không đơn giản mình ngồi xuống mình nhìn mà mình thấy đâu. Trong giai đoạn kinh tế chúng ta sẽ thấy một người có thể sống 10 ngày, 2 tuần lễ, 3 tháng ở trong trường thiền, thì lúc bây giờ mình mới tự thấy rằng thật ra mình biết về chính mình rất ít. Mình biết chính mình rất ít. Chúng tôi thấy có nhiều người trong chúng ta đó, thì luôn luôn nghĩ rằng mình đúng, luôn luôn nghĩ rằng mình hay, nhưng mình lại phiền não. Nếu mình quả thật là mình đúng thì mình không có phiền não đâu, thưa quý vị. Mình còn phiền não, mình còn đau khổ, tức là cái nhìn của mình nó chưa có xác thực. Nói câu đó nghe hơi quá, tại vì mình nghĩ rằng cái khổ mình là do bệnh dịch, cái khổ mình là do chính quyền, cái khổ mình là do vợ, khổ do chồng. Nhưng mà thật ra cái căn bản của sự đau khổ đó là do cái nhìn của chúng ta. Nếu sự việc như thế nào chúng ta nhìn xác thực như vậy, chân xác như vậy và an nhiên, thì chúng ta sẽ không khổ. Không có cái gì mà làm cho chúng ta khổ mà nó vô thường mà mình nghĩ nó phải thường. Cái gì mà nó bất toàn mà mình nghĩ nó phải hoàn hảo. Cái gì không phải của mình mà mình nghĩ là của mình, thì bảo rằng cái nhìn đó đó mà làm cho chúng ta hạnh phúc thì không có đâu. Tại vì mình nhìn nó không đúng với sự thật. Mình kêu đúng sự thật, mình làm ngược với sự thật. Không có ai nhìn ngược với sự thật mà hạnh phúc hết. Chúng tôi lấy một ví dụ là tự nhiên người thân chúng ta ra đi. Chúng tôi chứng kiến rất là nhiều trường hợp, rất nhiều thứ. Ở trong những đám tang, chúng tôi hay cảm nhận được có những người họ khóc thật nhiều và thậm chí quốc ức nữa. Tại sao người thân phải bỏ mình? Và trong đời sống mình hàng ngày, được cái điều quan hệ chờ chúng tôi một chút xíu. Hello. Hello. Dạ, dạ. Dạ, chút xíu quý vị quan hệ gọi lại, tại vì đang ở trong lớp Phật Pháp á. Dạ, dạ. Thì thưa quý vị, cái một ở trong những điều rất quan trọng của Phật Pháp đó, là làm sao chúng ta đặt lại cái hướng nhìn của mình. Thay vì mình quá quan tâm đến thế giới ở bên ngoài, thì chúng ta hãy nhìn về vào tự thân của mình. Và nhìn vào tự thân của mình rồi, thì mình phải có đi sâu vào. Giống như ở đây hình ảnh một người cầm con dao phai đào lên. Con dao phai là tượng trưng cho cái gì sắc bén, có thể đào lên được. Như là con người mình nhìn vào
chính mình phải nhìn bằng trí tuệ. Cái sắc bén là từ chính cho trí tuệ. Và không những vậy mà chúng ta cần phải đào sâu, đọc cái này tiếp tục, đọc cái kia rồi tiếp tục đào, đọc cái nọ tiếp tục đào. Chúng ta sẽ đọc những điều đó trong những cái trong bài kinh, trong phần còn lại ngày thứ ba. Nhưng mà thưa quý vị, rất là lợi lạc khi mà chúng ta đang bệnh, nằm ở trên giường bệnh, thay vì ngồi đó để mà lo về nhà cửa, lo về của cải, lo về con cháu, lo về chuyện thù đạt, vân vân, thì những giờ phút đó chúng ta có điều kiện để nhìn vào hơi thở, nhìn vào cảm thọ, nhìn vào cái tâm thái, cái trạng thái tâm của mình, nhìn vào toàn bộ thân tâm của mình. Cái nhìn đó rất lợi lạc. Mà dĩ nhiên là khi mà chúng ta nhìn được như vậy đó, thì chúng ta sẽ phải vượt qua rất nhiều thứ. Những thứ này đó, nó là những cái bài học rất là căn bản cho hành giả tu tập. Không có ai tu tập mà không có khả năng nhìn lại chính mình. Không có khả năng ai tu tập mà không đào sâu vào chính mình. Không có ai có tu tập mà không chịu mở mắt ra để thấy, và thấy một cách khách quan hết. Nếu chúng ta học Phật pháp rất nhiều mà chúng ta không chịu nhìn chính mình, chúng ta không chịu đi vào quán sát năm uẩn, thì thưa quý vị, cả đời chúng ta chỉ là chữ nghĩa thôi. Và chúng tôi hy vọng rằng ngày thứ ba gặp lại thì Thượng tọa Tư Quyền sẽ khai triển ra phần thứ hai của bài kinh Gồm Mỗi này. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Rung Phật Pháp Buddha Dhamma. Kính chuyên chư vị giảng sư đã vào rung để thuyết giảng, đảnh lễ quý ngài. Thân chào tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bụt Thầy Giảng. Sa thủ lành thai. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho các phần hành trong lúc học hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân, đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Tha Giá. Và Nhật Quỳnh kính cảm ơn tất cả quý vị đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu. Cầu cho mưa thuận gió hòa pháp hương.
chúng sanh ba cõi sao đường, do nhờ thượng phẩm bảo tồn mạng căn nghiệp lành từ khẩu ý thân hóa thành vốn quả vị nhân sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa bu ta lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta lang ho tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa pa di va ta sa pa tha ma lu pa ve na so ti hon tu ni ron ta lang ho tu sa phang su mang ca lang ca khan tu sa đại chúng, chương trình sinh hoạt hôm nay đến đây đã kết thúc. Ban điều hành lớp Phật pháp Vích Thá Tham Má xin phép được đóng cơm trong vài giây tới. Kính chào tạm biệt tất cả, xin hẹn gặp lại quý vị ngày mai trong giờ thường lệ. Nam mô Vích Thá, dạ, dạ cảm ơn Huệ Ngọc.